Chào các bạn, hôm qua thì tôi làm về cái linh phủ giấy, tại sao các bạn không nên chụp? Thì có một bạn cũng hỏi về linh phủ đồng. Thực ra những cái này thì nếu các bạn, như tôi nói là các bạn nên suy nghĩ nhiều hơn một chút. Mình suy nghĩ một chút thì đỡ phải hỏi nhiều thứ. Còn tất nhiên là tôi sẽ giải đáp thôi, nhưng mà mình cứ dựa dẫm vào một người khác là để giải đáp thì nhiều khi mình sẽ không biết được nhiều vấn đề. Thì hôm nay tôi lấy cái linh phủ để các bạn hình dung là linh phù đồng, và hoặc là kể cả cái đeo cổ, các bạn có thể chụp thoải mái thì nó lại không làm sao. Đầu tiên thì chúng ta phải hiểu sự khác biệt. Bản thân cái giấy này nó không có năng lượng, hoặc là có thì nó rất ít. Thì tôi làm rất nhiều clip đúng không? Tôi làm rất nhiều và cứ làm là tôi đo cho bạn thấy là bản thân cái giấy này nó năng lượng nó rất ít, nó chỉ khoảng lên 5 độ thôi. Thì khi các bạn viết linh phù thì các bạn phải hình dung là truyền năng lượng vào. Thì trong cái khóa linh phù là nhiều clip tôi nói rồi, mình phải truyền cái năng lượng dương, năng lượng tích cực vào thì cái linh phù đấy mới dương. Còn dân gian, tại sao tôi nói hay âm, vì người ta có cái tư duy gì lệch lạc hay dọa nạt, hoặc là hay vẽ những cái hình thù linh tinh vào để lừa. Tức là khách hàng thì nhờ nội dung này nhưng mà ông cứ vẽ lung tung vào cho nó xong việc. Các bạn hình dung không? Thì đấy là trường phái mật phù. Nhưng mà họ vẫn thích thể hiện như vậy. Thì là nội dung những cái đấy chắc chắn nó âm. Thì không nói làm gì rồi nhá. Cái thứ hai là khi các bạn học đúng, ví dụ các bạn học khóa linh phù của tôi, các bạn truyền khí vào, thì các bạn phải hiểu là cái khí của mình nó có hữu hạn thôi đúng không? Nó có nhất định thôi. Các bạn truyền vào thì nó cũng chỉ lưu ở đây được một thời gian thôi là nó mất, đúng không? Nó lưu một thời gian mất, nên là đó là lý do tại sao tôi nói là 3 tháng thôi, kể cả các bạn mang đi hóa. Và khi các bạn chụp thì cái tác động gì? Tác động của ánh sáng, có thể là bạn không nhìn thấy, đèn flash không bật lên, nhưng nó vẫn tác động. Đó là lý do tại sao mà trẻ con, những trẻ sơ sinh các bạn mà chụp ảnh, nhiều ông bố bà mẹ con vừa ra phát vào người chụp ấy, các bạn cẩn thận hỏng mắt nó. Các bạn chụp có thể chụp nghiêng nghiêng, ví dụ đứa trẻ nằm này bạn chụp nghiêng nghiêng không thẳng vào mắt nó thì có thể không sao, nhưng các bạn chụp thẳng vào mắt nó thì cẩn thận nó hỏng mắt từ bé luôn. Hoặc là nhiều người không để ý là trẻ con ngủ nhưng mà đèn bên trên sáng trưng là nó chiếu vào, từ ánh sáng kể cả nó nhắm mắt các bạn nhé, nó vẫn sẽ hỏng mắt. Các bạn hình dung không? Thì cái này nó lưu trữ được cái năng lượng, lưu trữ được thông tin nó kém. Nên là chụp ảnh nó sẽ tác động. Còn cái này, linh phù đồng, nó khác. Bản thân là cái nội dung là đã khắc sẵn ở trong này rồi, các bạn chụp nó sẽ không thể mất được. Các bạn chụp có thể nó sẽ mất cái khai quang. Mà cái khai quang là tùy từng người thôi đúng không? Tùy năng lượng từng người, khi khai quang vào đây thì nó vẫn cái bản thân cái đồng lưu giữ tốt hơn. Và nhân một cái nữa thì nhiều bạn cứ hay hỏi là có bóc cái tấm này hay không, thì tùy từng người. Tôi làm rất nhiều clip rồi, các bạn muốn nó phát ra mạnh thì các bạn cắt bốn cái góc nhỏ nhỏ này, cắt bốn cái góc nhỏ này ra thì nó giữ được lâu hơn, còn không thì các bạn bỏ hết ra thì nó phát mạnh hơn. Để mặt nào cũng được, thì cái này làm rất nhiều clip mọi người không xem. Các bạn hình dung không? Cơ chế nó khác nhau, cách lưu trữ thông tin nó khác nhau. Nên là cái này thì chụp thì sẽ không sao. Đây là tôi để một lấy một cái linh phù của ngài Trung Quỳ để sau điện thoại của tôi. Tôi đo cho các bạn xem, lâu ngày mình không kiểm tra lại. Đấy. Nó quay không, cũng quay tròn nhiều, không mạnh lắm. Nó có thể là tại vì là mình không để nguyên, tại vì nhiều khi các bạn hình dung là tôi lên xe thì nhiều lúc là hay lên xe ô tô là tôi hay phải tháo ra, tôi bỏ ra ngoài, vì để này thì mới gắn được vào cái gắn trên ô tô để chỉ đường. Đấy. Cũng có thể là mình cứ tháo ra tháo vào nhiều thì nó vẫn quay tít, nhưng nó hơi yếu một chút. Bây giờ tôi chụp, tôi để trong cái này, tôi chụp thì tôi bật loa lên để các bạn nghe thì tiếng chụp nhé.
cái trình chụp ảnh này, tôi cứ chụp luôn mấy cái đấy, các bạn nghe thấy chưa, đấy, hơn chục cái luôn nghe cho đã tai luôn. Thì bây giờ đo lại xem, thường thì cũng có thể nó ảnh hưởng nhưng mà sẽ không nhiều, bởi vì là như tôi nói là nó sẽ không ảnh hưởng nhiều, tại vì là cái năng lượng nó lưu giữ ở trong đồng bao giờ nó cũng tốt hơn. Và như tôi nói là bản thân linh phù nó có khắc sẵn ở bên trong rồi. Linh phù này các bạn nhé, thì bản thân ở cái đây nó khắc rồi thì chụp ảnh nó sẽ không thể tác động được vào, hoặc là cũng có thể có, nó sẽ rất ít. Nên là linh phù đồng thì các bạn, riêng linh phù đồng các bạn chụp thoải mái. Đấy, hoặc là sau điện thoại của tôi mặc định bao giờ tôi cũng dán ít nhất là 3 cái tấm IMF thì nó mới dương mạnh được. Còn bình thường tôi làm nhiều clip cho các bạn xem rồi, các bạn tháo ra bản thân cái pin này này, nó luôn luôn trường khí xấu, âm rất là mạnh. Pin ô tô điện tôi chưa biết thế nào, nhưng mà nói chung các thế hệ pin nó rất... Đây này, bóc ra phát là nó rất dễ âm luôn. Bóc ra là cái điện thoại nó báo âm, nó giật ngược lại luôn. Pin nó xấu lắm, đấy là sóng phát đến nhá, thì tùy cái điện thoại nữa. Đấy, cái đấy làm nhiều clip lắm. Thường bạn mới là các bạn lười xem. Tôi có một cái trên, hai cái dưới. Mình dán vào nó khác hẳn luôn. Yên tâm về sức khỏe. Đấy. Dán vào phát là đấy, nó đẩy dương ba cái này là nó đẩy dương được khoảng 120. Gắn thêm một linh phù nữa này. Mặt nạ cũng được các bạn. Tôi thì còn thêm cái gắn cái thẻ để lên tầng. Gắn vào bên trong để nhớ mình quên thì cầm cái này dí vào cái thang máy, cái là lên được nhà. Đấy, cho vào thì nó rất là mạnh, tại vì là đây này, đo cái điện thoại này. Nó kết hợp của cả cái linh phù, cả ba cái tấm kia là đấy, nó tóm lại là cái linh phù đồng chụp thoải mái. Cái này thì lại càng thoải mái nữa, tại vì là đồng nó nằm bên trong nữa, nên là cái tác động chụp nó sẽ không thể ảnh hưởng được, đúng không? Cái đấy chúng ta suy nghĩ một chút chúng ta biết ngay. Còn đây cũng là cái thực nghiệm để các bạn hình dung những cái gì được. Thì thường là tôi thực nghiệm làm nhiều thì tôi biết tôi trả lời, còn bây giờ là làm clip để các bạn hình dung dễ hơn. Đây là cái bánh con sư tử ở Singapore. Sáng ra làm clip xong uống chén trà. Tôi đang nhập mấy trăm cái gói trà mà Maxi hay uống này về để tặng các bạn. Chắc là 1-2 tuần nữa là sẽ về. Này, bánh con sư tử này là bánh dương. Này là hàng, hàng chất lượng ăn được, phải test lại. Thank you.